Phùng Hưng. Năm sinh không rõ, năm mất 789, còn gọi là Bố Cái Đại Dương, tự Công Phấn, thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa chống nhà Đường, mở ngoặc tan đóng ngoặc thế kỷ thứ 8, quê Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây. Năm 767, cùng hai em là Phùng Hải và Phùng Vĩnh dựng cờ khởi nghĩa chống ách đô hộ nhà Đường. Nghĩa quân đã giải phóng Đường Lâm và các châu quận xung quanh. Sau khi củng cố được căn cứ, Phùng Hưng đã tiến quân bao vây phủ thành Tống Bình, tức là Hà Nội. Quan đô hộ Cao Chính Bình, tên tiếng Hoa Gao Giang Binh, thua trận, lo sợ phát bệnh mà chết. Phùng Hưng giành lại đất nước, xây dựng nền tự chủ. Mất năm 789, được suy tôn Bố Cái Đại Dương. Con là Phùng An lên nối ngôi. Chú cháu họ Phùng sinh bất hòa. Phùng An đem quân đánh Phùng Hải. Vua Đường sai Triệu Xương, tức là Giao Trang, đưa quân đánh chiếm. Cuối năm 791, Phùng An đầu hàng. Mở ngoặc, Từ điển Bách khoa Việt Nam tập 3, trang 511-512, nhà xuất bản Từ điển Bách khoa Hà Nội 2003. Phùng Hưng là con của Phùng Hạp Khanh, một người đã tham gia khởi nghĩa Mai Thúc Loan. Bị thất bại, phải về quê xây dựng cơ nghiệp. Phùng Hạp Khanh có ba người con là Phùng Hải, Phùng Vĩnh. Trong ba người con đó, Phùng Hưng được truyền cho chức hào trưởng đất Đường Lâm, bây giờ là Ba Vì, Hà Tây. Ông này nổi tiếng có sức khỏe phi thường, đã ngăn được hai con trâu mộng đang đánh nhau và giết được hổ dữ. Khu trại hưu của hào trưởng Đường Lâm hôm nay lại bị hổ tới bắt đi một con. Khi Phùng Hưng tới nơi, lũ hưu còn đang đứng nép vào nhau run rẩy hoảng hốt vì chứng kiến đồng loại của chúng bị hổ tới bắt đi. Nhìn vết chân cọp to tướng hằn sâu trên đất và những giọt máu dương dài, Phùng Hưng ra hiệu cho các gia nhân dừng lại. Một mình ông lần theo vết máu dẫn tới vạt đồi tranh rồi mất hút. Mắt ông đỏ dằn lên và ông quyết định phải diệt trừ được ác thú này. Cả vùng Đường Lâm huyên náo khi nghe tin Phùng Hưng đã trừ được hổ dữ. Sau việc này, ông được dân tôn là Bố Cái, với nghĩa coi ông như cha mẹ dân. Cùng với Đỗ Anh Hàng, một người cùng quê nổi tiếng am hiểu thời thế, hai ông đã phát động nhân dân vùng này nổi dậy khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà Đường. Sau lệnh tăng thêm tô thuế và nộp cống phẩm bằng đặc sản là thứ tơ tằm tám lứa, việc ráo riết vét gỗ bắt phu để xây đắp thành Tống Bình với quy mô lớn khiến trăm họ điêu đứng, lòng người vô cùng oán giận. Dân trăm họ nghe tin Phùng Hưng giết được cọp dữ đều ngầm mong ông ra tay cứu nguy cho dân chúng thoát khỏi ách đô hộ của bọn nhà Đường. Bởi vậy, khi Phùng Hưng phất cờ khởi nghĩa, dân chúng kéo về theo rất đông. Trước đây, các làng của người Việt vẫn giữ lệ duy trì các lực lượng dân binh để bảo vệ làng, chống trộm cướp. Nghe lời hiệu triệu của Phùng Hưng, họ ra sức luyện tập và đồng lòng kéo nhau về Đường Lâm tụ nghĩa. Nghe tin báo về cuộc khởi nghĩa, Cao Chính Bình, thái thú đô hộ nhà Đường, liền cho quân kéo về Đường Lâm. Trên đường đi vào khu trại Đường Lâm, cây cối bị chặt như ngã rạ, khiến lũ giặc lúng túng chưa biết tiến lui ra sao. Đột nhiên, một tiếng trống đồng vang lên. Một rừng lửa bùng lên, tre nứa nổ lách tách, hàng trăm mũi tên ở khắp các nơi bắn ra. Cao Chính Bình hoảng hốt, vội vã rút quân. Thừa thắng, Phùng Hưng quyết định bao vây phủ Tống Bình. Phùng Hưng cưỡi voi đốc chiến, bốn cánh quân của nghĩa quân dây chặt thành. Cao Chính Bình đành đóng cửa cố thủ. Nghĩa quân ngày nào cũng hò hét, làm như sắp chiến thắng đến nơi, khiến cho quân tướng nhà Đường vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng, Cao Chính Bình thổ huyết mà chết khi thành bị bao vây. Nghĩa quân theo tiếng trống lệnh ào ào xông tới. Thành Tống Bình bị phá, bọn giặc mất tướng, hoảng hốt xô nhau chạy. Phùng Hưng dẫn đại quân vào thành, tiếng tung hô Bố Cái vang lên. Từ đấy, nước ta lại được tự chủ. Tiếc thay, Phùng Hưng mất quá sớm khi ông lên cầm quyền mới được 7 năm. Khi Phùng Hưng mất, con ông là Phùng An kế vị, nhưng không giữ được nghiệp cha.
bị Triệu Xương đánh bại năm 802. Từ đó dân ta lại tiếp tục phải chịu ách thống trị của nhà Đường. Tuy triều đại của Phùng Hưng chỉ tồn tại được 7 năm và 2 năm sau thì chấm dứt khi Phùng An lên nắm quyền, nhưng hình ảnh của người anh hùng dân tộc vẫn sống mãi trong lòng nhân dân. Danh hiệu Bố Cái Đại Dương là danh hiệu tôn vinh ông. Phùng Hưng được thờ ở nhiều nơi như Đường Lâm, vùng đất quê ông và rất nhiều xã quanh Hà Nội. Dân làng Quảng Bá, xã Quảng An thờ ông làm thành hoàng. Tương truyền, con voi mà Phùng Hưng cưỡi đi khi đánh trận, sau khi Phùng Hưng mất, đã phủ phục 3 ngày bên mộ chủ, không ăn uống gì rồi bỏ vào rừng. Về sau, dân làng Động Phi ở Hà Tây đã làm đền thờ con voi có nghĩa ấy. Tại làng Đường Lâm đến nay vẫn còn giữ được đôi câu đối ở đền thờ ông như sau: sự nghiệp anh hùng truyền vạn thuở, tôn xưng cha mẹ hợp muôn dân.